Theo cho biết, nguyên tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận đã bị bắt giam. Thưa quý vị, một cựu quan chức của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam PVC là ông Vũ Đức Thuận đã bị cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam khẩn cấp cùng khám xét. Các lệnh liên quan được cơ quan chức năng Việt Nam ký vào ngày hôm qua. Và ông Vũ Đức Thuận đã bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Vũ Đức Thuận cùng với nhân vật đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam truy tìm cũng như bị khai trừ khỏi Đảng là Trịnh Xuân Thanh, là hai lãnh đạo chủ chốt của PVC, lúc tổng công ty này thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng. Kính thưa quý khán thính giả, biện pháp đối với hai ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận như vừa nêu được giới quan sát cho là nằm trong kế hoạch bài trừ tham nhũng mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang tiến hành. Bộ Công an nói gì về nghi án Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài? Bài viết của Hoàng Trần thuộc Black Dân làm báo. Sự kiện ông Trịnh Xuân Thanh bỗng dưng mất tích khiến dư luận dấy lên câu hỏi, phải chăng cựu phó chủ tịch Hậu Giang sau khi bị phế truất đã bí mật bỏ trốn ra nước ngoài, hòng thoát thân? Trong một nỗ lực truy lùng tuyệt vọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho tỉnh ủy Hậu Giang gửi lệnh triệu tập và yêu cầu ông Thanh quay trở lại nhiệm sở. Đồng thời, cán bộ Hậu Giang còn ra tận Hà Nội tìm gặp, nhưng gia đình trả lời không biết ông Thanh đang ở đâu. Ngoài việc bị khai trừ ra khỏi đảng, ông Thanh còn đang bị điều tra về khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng thời còn làm tổng giám đốc công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVC. Đáng chú ý, dù đang là một đối tượng bị công an điều tra, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa có tên trong danh sách cấm xuất cảnh. Thông tin này đã được báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hà Nội tiết lộ hôm 8 tháng 9 năm 2016. Như vậy, cựu phó chủ tịch Hậu Giang đang ở đâu? Còn ở Việt Nam hay đã trốn ra nước ngoài? Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu? Trước tin đồn về việc ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang Đức, ngày 10 tháng 9 năm 2016, báo Pháp Luật Online dẫn lời Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an, cho biết cơ quan này chưa nắm được thông tin. Trách nhiệm giải trình việc xuất cảnh của ông Thanh tiếp tục được đùn đẩy sang Cục An ninh Cửa khẩu, nhưng cơ quan này cũng không đưa ra bất cứ phản hồi nào sau đó. Nếu thực sự muốn biết, Bộ Công an chỉ việc kiểm tra danh sách những người xuất cảnh trong vòng một tháng qua sẽ rõ. Do đó, câu trả lời chưa nắm được thông tin chẳng qua cũng chỉ là lời phát biểu dối trá nhằm đối phó dư luận. Hay nói đúng hơn, lãnh đạo Bộ Công an được yêu cầu phải nói dối theo chỉ đạo. Bởi lẽ, một khi thông tin Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài được công bố, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ bị gây áp lực, buộc phải phát lệnh truy nã như kịch bản từng xảy ra đối với Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, Dương Chí Dũng trong cơn lo sợ chỉ biết trốn chạy một cách thụ động. Còn Trịnh Xuân Thanh tuy đào tẩu, nhưng vẫn nuôi ý định phục thù Nguyễn Phú Trọng. Do đó, bất cứ động thái thiếu tính toán nào đưa ra cũng sẽ bị các thế lực đứng đằng sau ông Thanh lợi dụng để phản đòn. Sự kiện Dương Chí Dũng và lời khai hối lộ triệu đô liên quan đến Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang là viễn cảnh mà Bộ Chính trị Cộng sản không mong muốn tái diễn. Điều này có thể lý giải nguyên nhân vì sao cho đến nay tung tích của ông Trịnh Xuân Thanh vẫn bị coi là tuyệt mật. Một rừng ma trận và hỏa mù thông tin cũng được các phe phái tung ra với cường độ ồ ạt và có chủ đích.
Bộ Công an bất tuân thượng lệnh Tổng Bí thư. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2016, mạng xã hội ồ ạt đưa tin nhà riêng của ông Trịnh Xuân Thanh tại khu biệt thự Siputra, Tây Hồ, Hà Nội đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng thuộc C46, Bộ Công an ập vào khám xét. Thông tin này còn nói rằng trước khi khám nhà, ông Thanh đã bị câu lưu 2 ngày. Thậm chí đã xảy ra tranh cãi dữ dội giữa Viện Kiểm sát và C46 về quyết định bắt người. Lúc 23 giờ 30 phút, ông Trịnh Xuân Thanh được nói đã bị các điều tra viên dẫn giải và đưa đi. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng bác bỏ thông tin về việc các cơ quan tố tụng tiến hành bắt giữ ông Thanh. Đến ngày 6 tháng 9 năm 2016, báo Thanh Niên xác nhận rằng Cục Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang gọi điện thoại cho báo này để khẳng định thông tin xin ra khỏi đảng. Sau đó, trong một lá đơn dài 3 trang phổ biến trên Facebook, người buôn gió, ông Thanh nói lý do bỏ đảng vì không còn niềm tin vào Tổng Bí thư. Sâu chuỗi lại các sự kiện trên, người ta dần dần mường tượng câu chuyện như sau. Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo bắt giam Trịnh Xuân Thanh, nhưng một thế lực đã tìm cách chống lại lệnh Tổng Bí thư, để rồi sau đó bí mật giải thoát cho Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Chắc hẳn thế lực ghê gớm ấy đang nằm trong Bộ Công an. Nhân vật đủ quyền lực để làm điều này không ai khác chính là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và người tiền nhiệm của mình, tức Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Qua lá bài Trịnh Xuân Thanh, các phe phái muốn triệt hạ hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang muốn củng cố quyền lực qua chiêu bài đả hổ diệt ruồi nhằm cứu vãn chế độ. Một khi cuộc chiến triệt hạ phe phái núp dưới danh nghĩa chống tham nhũng bị phá sản, Nguyễn Phú Trọng sẽ bị mất toàn bộ uy quyền mà ông ta đã tạo dựng được từ Đại hội 12. Chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng theo đó cũng bị lung lay, vì chẳng còn đảng viên nào chấp nhận phục tùng một kẻ lú lẫn và tham quyền cố vị. Trịnh Xuân Thanh bôi cho chát chấu vào mặt Nguyễn Phú Trọng. Ai được hưởng lợi nhiều nhất? Xin thưa, đó chính là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người gần như đã không có bất cứ sự lên tiếng nào đề cập đến ông Trịnh Xuân Thanh. Nếu hạ bệ được Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là một. Đây cũng chính là một vị trí đầy quyền lực theo mô hình mà Trung Cộng áp dụng từ lâu. Nếu kịch bản trên xảy ra, chắc chắn sẽ là một cuộc nội chiến máu nhuộm Lăng Ba Đình, bên trong cung đình Cộng sản. Kẻ nào chết thì nhân dân đều mừng. Nói vậy cho thẳng. Ngày 12 tháng 9 năm 2016. Kính thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi. Và cũng xin cảm ơn Ban Giám đốc Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali 1500 AM đã yểm trợ cho buổi phát thanh hôm nay. Để nghe lại chương trình phát thanh và xem truyền hình của khối 8406, cũng như đọc những tin tức có liên quan đến Việt Nam, xin kính mời quý vị ghé vào trang nhà khối 8406 hoa kỳ.com hoặc 8406news.com hay 8406news blogspot.com.
www.voiceamerica.com. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại trong lần phát.